Anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Clang Em Tùng Audio Hải Dương. Lên đường ngay cho anh em mẫu quản lý nguồn mới về bên Clang Em Tùng Audio nhá. Này có rất nhiều đơn hàng của bác anh em khách hàng, và tiện đây thì em sẽ làm một video nữa về dòng quản lý nguồn này. Bởi vì vừa mới về lô hàng mà anh em đã ủng hộ em, cảm ơn các anh em rất nhiều khi tin tưởng hộ Clang Em Tùng Audio với thiết bị bảo vệ nguồn DBX 1068 Plus. Đây là phiên bản quản lý nguồn mới bên Clang Em, và là một trong những phiên bản quản lý nguồn có lọc nguồn rất là chất lượng, giá chỉ có 1,1 triệu thôi. Các bác sẽ sử dụng ngay chương trình thiết bị bảo vệ an toàn cho dàn máy âm thanh. Và ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh em đi tìm hiểu một chút nữa về các tính năng, công dụng, chất lượng trước khi gửi đơn hàng cho anh em. Trước khi bên em gửi hàng thì chắc chắn rồi, tất cả các cái sản phẩm thiết bị là sẽ phải được kiểm tra test cẩn thận để đảm bảo rằng hàng đến tay anh em chúng ta có thể sử dụng được ngay, tránh tình trạng lỗi móc. Và sản phẩm quản lý nguồn DBX 1068 Plus là model mới nhất bên Clang Em Tùng Audio, vừa cập bến về hơn 100 bộ nhé, phục vụ các bác chỉ giá 1,1 triệu thôi, tức là 1,1 triệu. Các bác chỉ cần bỏ ra như vậy, chúng ta sẽ sở hữu ngay cho mình một con quản lý nguồn rồi, nhận hàng, kiểm tra, thử hàng, thanh toán, và đương nhiên nó sẽ hỗ trợ bảo vệ an toàn dàn máy thiết bị của anh em. Bác nhìn em thiết kế giao diện hình thức của DBX 1068 Plus này, anh nhìn em này, ở trên này thì chúng ta sẽ có là phiên bản màu đen, rất nhiều cắm được trang bị. Trong đó sẽ có 8 ổ cắm phía mặt sau và 2 ổ cắm phía mặt trước, với lõi đồng 100% chống bo ve chập chờn rất tốt. Chúng ta cắm các cái ổ này rất là khít. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ thấy một chiếc màn hình ngay check sang bên góc tay trái một chút, và nó sẽ hiển thị cái ký hiệu âm, cái ký hiệu nguồn điện chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu, và có các phím số có ký hiệu đèn led màu xanh lá cây từ 1 đến 8. Tương ứng với 8 ổ cắm phía sau thì các cái nút công tắc này sẽ sử dụng để anh em bật tắt các cái ổ cắm phía sau đấy. Chúng ta sẽ có hai thao tác bật tắt rất đơn giản trên thiết bị, trên dàn máy. Và cách đầu tiên mà rất nhiều anh em lựa chọn và sử dụng đó là nhấn thao tác bật tắt tự động. Và chúng ta chỉ cần nhấn cho em nút SVK ở đây thôi, là khi đó máy sẽ tự động tắt hoặc tự động bật. Thao tác rất là đơn giản, nhấn một nút bật được cả dàn máy hoặc nhấn một nút tắt được cả dàn máy, đó là nút SVK. Nhấn kích hoạt chế độ tự động, tắt từ 8 về 1, bật từ 1 lên 8. Khi mà đèn chuyển màu tối thì đã ngưng trở lại cấp điện. Khi mà đèn chuyển màu xanh lá cây như thế này thì đã có trạng thái hoạt động. Rất đơn giản, cứ nhấn SVK để thao tác, nhấn nút bật được cả dàn máy hoặc tắt được cả toàn bộ dàn máy hệ thống. Và đương nhiên các bạn hãy nhớ cắm cho em các cái thiết bị trên quản lý nguồn được sao cho đúng quy trình trình tự. Bởi vì khi chúng ta cắm đúng như vậy rồi, và bật tắt nó không có hiện tượng kêu loa, lổ loa. Rất nhiều bác là bật tắt bộ dàn máy có hiện tượng là bị kêu lục bục ở loa đấy, bởi vì chúng ta đã tắt hoặc bật sai quy cách quy trình. Thế khi mà chúng ta đã có quản lý nguồn về thì bác hãy cắm cho em các thiết bị đầu vào trước: mic, vang, lâm tiếng, lọc xì 1, 2, 3, 4, và cuối cùng là âm ly, công suất, cục đẩy qua cắm nhập 6, 7, 8. Như vậy chúng ta đã cắm đúng các quy trình rồi thì chúng ta có thể thao tác trên nút FVK thôi, rất là đơn giản. Bật tắt nó vừa chuyên nghiệp này, vừa hiệu quả này, vừa an toàn cho dàn máy âm thanh. Và đó là cách đầu tiên mà rất nhiều anh em lựa chọn sử dụng cái cách này để bật tắt bộ dàn máy. Không chỉ là gia đình đâu, chúng ta đi làm sự kiện để thiết bị tủ đồ, anh em bật tắt như vậy là chuyên nghiệp và nó hiệu quả, nó an toàn với cái dàn máy của anh em đi làm công việc chuyên môn đó. Và ngoài ra thì anh em vẫn có thể bật tắt theo chiều từng cổng từng thiết bị. Nếu như các anh em không muốn bật toàn bộ hệ thống dàn máy đây, các bác chỉ muốn bật một vài thiết bị như là muốn xem một chiếc TV chẳng hạn, hay là kiểm tra chiếc mic, chiếc vang xem như thế nào, các bác hoặc có thể nhấn vào các phím bấm mềm trên này để bật tắt theo chiều từng cổng từng thiết bị, tức là không cần phải bật bộ dàn máy lên nữa mà chúng ta chỉ cần nhấn một nút đấy thì chúng ta sẽ bật từng thiết bị từng cổng trên đây. Cái công tắc nguồn của các thiết bị khi chúng ta đã cắm như quản lý nguồn thì nó sẽ thay thế bằng phím số nhé, anh em bật tắt nó đơn giản hơn. Đặc biệt là với những bác nào mà để thiết bị trong tủ đồ ấy mà có cái công tắc nguồn mặt sau, nếu như không có quản lý nguồn thì đa phần là anh em bật tắt nó rất là khó khăn đấy, rất là bất cập, phải luồn tay phía sau bật rồi là tắt, nhiều khi nó sẽ nguy hiểm cho người dùng khi chúng ta bật tắt nó điện nó hở các thứ. Và đây chính là cái công dụng đầu tiên đến từ quản lý nguồn, hỗ trợ vì chúng ta bật tắt dàn máy âm thanh an toàn, hiệu quả và đơn giản đấy. Và cái công dụng chính của quản lý nguồn không chỉ là là hỗ trợ bật tắt đúng không ạ, chúng ta sẽ có một cái thiết bị để bảo vệ an toàn cho các nguồn điện này, thiết bị đồ điện dân dụng, cả dàn máy âm thanh nữa. Khi ra đã cắm như quản lý nguồn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái áp chống cháy C63 này, và cái áp này thì sẽ là áp tự động. Khi có vấn đề cháy chập, người áp quá tải, sét đánh thì ngay tức áp sẽ tự động ngắt ngay cầu giao. Tất cả các bác anh em sẽ thấy là cái nguồn điện áp nó ngưng ngay, nó không hoạt động nữa, không để cái nguồn điện áp đó chạy sang đi khác, làm cháy, làm chập, làm ảnh hưởng đến bộ dàn máy thiết bị của anh em. Như vậy chúng ta sử dụng nó rất là an toàn và nó rất là bền bỉ. Và đó là cái công dụng quan trọng nhất đối với quản lý nguồn 1068 Plus mà ngày hôm nay em đã giới thiệu lại một lượt cho anh em khách hàng. Rất nhiều anh em đã đặt đơn hàng rồi và giá chỉ hơn 1 triệu đồng thôi. Anh nghĩ là anh em có đủ khả năng để chúng ta mua được con quản lý nguồn về để bảo vệ, để chơi dàn máy âm thanh gia đình. Và phần nội thất bên trong chắc chắn cũng sẽ là một cái phần mà không nên bỏ qua nếu ở thời điểm tại anh em đi mua quản lý nguồn. Rất nhiều bác là muốn tìm hiểu về phần nội thất, và đây chúng ta nhìn của em phần nội thất này.
đầy đủ các linh phụ kiện từ nguồn, từ chip biến áp, áp chống chập cháy, và có thêm lọc nguồn của cả dơ le nữa. Phiên bản có lọc nguồn dơ le thị trường bây giờ thì giá hơn triệu đồng thì quá rẻ rồi bác nhá. Đấy, nó lọc tín hiệu, lọc nguồn điện sạch tốt nhất cho các anh em chơi, bảo vệ dàn máy gia đình, phòng trà, sự kiện, sân khấu. Và nếu các anh em nào có nhu cầu cần mua quản lý nguồn giống như anh em khách hàng đã là đơn hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio theo số điện thoại là 0979629336 để đặt hàng và sở hữu cho mình thiết bị bảo vệ nguồn an toàn, thông minh và giá rẻ đến từ Đích, phiên bản 1068 Plus nha. Xin chào các bác.